các cô gái, các cô nữ gái pháo binh, cô gái Ngư Thủy. Những cô gái pháo binh Ngư Thủy. Đà, rất là nổi tiếng. Nhưng mà hôm nay mà bố mẹ con biết là con đến đây là để hát cho các cô nghe là bố mẹ con sẽ rất là vui. Vì là mọi người chỉ xem ở trên tivi ấy, với đọc báo ấy ạ. Thế ngày xưa mà lúc hồ kiến như cái năm 70 đấy thì cái năm 68-70 thì các cô đi bằng, di chuyển đấy đi bằng đi bộ. Xe. Xe kéo pháo, cổ pháo to lớn chứ. Thế nhưng mà tất cả mấy chục con người là... Ngồi trên xe. Như này là đang là... Được cam. À đang được cạn à? Thế nó có lên hết cả trên bãi này không ạ? Cô lên lên đây. Viện Đồng Hòa mới lên đi nữa. Thế thì mình đi một cá luôn nhá, không gì hết. Xong rồi cô cứ nấu kiểu của người dân ở đây để con xem là ở đây nấu thì khác gì Hà Nội. Tôi đang cùng với O Gắng đi chợ treo ở huyện Lệ Thủy. Mặc dù là đã 68 tuổi nhưng mà đi chợ rất là minh mẫn. Và chắc chắn là tất cả các anh chị em trong đoàn Zuka mà mở một cái cuộc thi đi chợ khéo với O Gắng thì chắc chắn là sẽ thua. Tôm 130.000, O chỉ trả 101 thôi. Và người bán đề nghị là 120 là O đi thẳng. Đấy. Và có một cái điều rất là thú vị là khi mà O ra chợ thì rất nhiều người nhìn thấy O và gọi là, và nói là xe gái, xe gái. Thì xe gái thì không phải là tên của O mà là cách của người dân gọi cái đội pháo binh, đội nữ pháo binh Ngư Thủy thì người dân địa phương gọi là xe gái. Và khi mà được nhận ra thì sẽ có giá hữu nghị các bạn ạ. Hôm nay là một dịp rất là đặc biệt bởi vì là O Gắng thì không tự nấu chè để ăn ở nhà mà O ra hẳn chợ trung tâm ăn chè. Trên đường đi thì chúng tôi đã hỏi chuyện O Gắng và được biết là có những năm là nhà O hoàn toàn là không đi ra chợ trung tâm, nghĩa là Tết thì cũng không có nhu cầu đi chợ luôn mà sẽ mua sắm loanh quanh ở thôn nhỉ, ở xã mình nhỉ, đúng không ạ? Và O đánh giá là một cốc chè như thế này 5.000 là bình thường. Bởi vì là ở xóm nhà U cũng bán 5.000 nhưng vấn đề là O không ăn. Mà O muốn ăn chè O sẽ tự nấu. Con mời U ạ, con mời O. Cũng ly cái chúc sức khỏe O. Tháng 7, tôi về Ngư Thủy. Chẳng có tham vọng gì to tát, chỉ là trong chuyến du ca tháng 7 này, tôi muốn được mang tiếng hát của mình mộc mạc dâng tặng những khán giả, đặc biệt là những người đã đi qua chiến tranh, đã gửi vào chiến tranh tuổi trẻ đẹp đẽ của mình. Rất tình cờ, tôi gặp O Gắng, một trong 37 chiến sĩ đầu tiên của đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy huyền thoại năm xưa. Quảng Bình nắng rát thịt da, trong khi chờ tới buổi chiều trời dịu để được hát trên bến thuyền chài, chúng tôi mạo muội xin O một bữa cơm. Thế là lần đầu tiên trong đời được về thăm nhà một người dân quê Quảng Bình, được lon ton đưa O đi chợ huyện, uống nước trà xanh O nấu trong gian bếp nghèo cục tác tiếng gà trưa. Mỗi bay rừng xa, chua dài cánh ong.
hết sâu rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lên đó, biết lòng anh say miền đất là chắc em lo đường chân bom thu. Anh lên xe cho đổ cơn mưa, cây gạt nước xua tan nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhành cây gạt một riêng. Tháng 7, tôi về Ngư Thủy. Chuyến du ca lần này, tôi chẳng có sơn hào hải vị mời khán giả, chỉ giản dị là mời các bạn cùng tôi xơi một bữa cơm quê, nâng một chén tình. Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần. Đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương. Đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên. Đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời. Đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn, bất ngờ sẽ được phát sóng vào tất cả các tối thứ Bảy, từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020. Zuka đi và hát, đi để yêu hơn.